sẽ luôn bên em. Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời, vầng trăng đợi em. Thôi mà vợ, đừng có giận nữa. Chúng nó cũng biết lỗi rồi mà. Anh có muốn chung số phận với chúng nó không? Đương nhiên là không. Đấy, vợ muốn làm gì thì làm, anh không tham gia nữa. Em nói rồi đấy. Anh tìm nhà mới cho em đi. Chuyện nó bé tí 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 tí. Bây giờ vợ bắt anh chuyển nhà, xong lại còn chuyển trường cho con nữa. Ảnh hưởng biết bao nhiêu là việc. Bây giờ cái nhà này có biến động gì, bị ảnh hưởng như thế nào thì em cũng là người bị ảnh hưởng lớn nhất. Anh biết vì sao không? Vì em lo tất cả mọi thứ. Anh có lo cái gì đâu mà anh nói. Em cứ khinh anh. Chồng của em hơi bị chất đấy. Chẳng qua anh là chồng của em nên em mới chê. Cứ thử vứt anh ra đường xem, bao nhiêu người nhòm ngó đấy. Giữ chặt vào không lại mất. Này, bây giờ ấy, có con nào nó nhảy vào anh thì tôi dâng lên bằng hai tay và hai chân luôn. Tiễn bạn lên đường, không phải ngồi đấy mà thách nhá. Nó không đúng à? Hả? Thì cái gì? Em coi thường anh quá rồi đấy. Muốn tặng cho ai đó một món quà, nhưng mà bên chuyển phát lại không cho mình vào hộp. Này, bên anh nhận gửi tất cả mọi mặt hàng nhé. Lớn tới đâu cũng cho vào hộp, gửi đi hết. Anh nhớ đấy nhá. Ok, em muốn chuyển đi đâu nào? Bí mật ạ. À, khi nào gặp em sẽ nói. Chào em. Ăn cu kháu nhỉ. Chào bà xem nào. Con chào bà. Ừ, bà chào con. Thế là hai vợ chồng thằng con viên chức nhà nước đúng không? Ôi giời, thế thì sinh ra để ở đây chứ còn gì nữa. Lý tưởng, chị để cho căn này đẹp nhất khu. Thế à? Vào đây chị cho xem. Ôi giời. Cái nghe chị thích luôn. Vào đây. Này, có khi nào vợ ghét của nào trời trao của đấy không? Là sao? Thì vợ tránh cái đào ở khu trọ bên kia, sang đây lại gặp cái đào.
Nhưng mà là phiên bản già chứ sao? À, sao thấy quen quen? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vâng, vào ạ, đây. Vâng ạ. Vợ chồng vào đây. Này, thấy thế nào? Ưng chưa? Giời, giờ kiếm đâu ra đúng không? Chị nói mà. Chị ơi, cái này hình như là nhỏ hơn so với cái ở trên ảnh thì phải. Hai vợ chồng đứa con ở này ấm cúng quá, còn nhỏ cái gì đấy em? Chị ơi, thời tiết nóng được thế này, có mà phát ngốt chứ ấm cúng cái gì? Thế bây giờ thì em muốn thế nào? Chị nói em nghe, điều kiện thì không có. Vợ chồng viên chức nhà nước, tiền ít đòi hít cái gì? Vợ đèo đi. Tự nhiên hồi hộp phết nhở? Giống cái hồi cấp 3 mà mình hay đi tập kịch ấy. Ừ ấy. À này, mày nhìn tao mặc này ổn chưa? Mặt mũi nào xinh không? Xinh để làm cái gì? Có phải là quay phim thật đâu mà cần phải xinh. Ui dồi ôi, hôm nay có phải đi chụp ảnh cưới đâu mà phải xinh mới chả đẹp. Đưa kịch bản đây. Giờ này con cầm kịch bản thì bao giờ mới thành diễn viên được ha? Thôi ông thả lỏng cơ mặt ra, giãn cơ mặt ra, trong mặt lúc nào ông nghiêm nghị đấy, có việc gì? 2 phút nữa đối tượng sẽ quay về địa bàn. Đối tượng nào đấy? Yên. Giời ơi, Yên thì cứ nói là Yên đi, cứ tỏ ra nguy hiểm khổ quá thôi. Thôi được rồi, còn gì dặn dò nhau nốt đi, nhanh lên nào. Em phải thật cẩn thận đấy nhé. Chồng của em cứ yên tâm, em bao nhiêu năm kinh nghiệm đi đòi nợ, dành quyền lợi cho anh, cũng có một chút ít kinh nghiệm diễn xuất rồi, không phải lo nhá. Đúng rồi, cô Đào, cô là người có khả năng nhất ở đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng và chúc cô sẽ hoàn thành vai diễn của mình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, đạo diễn cứ tin tưởng em. Tình hình này tôi nghĩ dễ bị lộ lắm. Thế người ta mới nói, sinh ra không phải là diễn viên nhưng mà bố mẹ vẫn bắt diễn đấy. Mày nghe tao hỏi đây. Dạ. Bây giờ mày làm móng hay là mày đào móng giết người hả? Vợ tao chảy rất nhiều máu. Ôi trời ơi, Yên ơi. Mày là con đào móng giết người. Yên ơi. Mày là con đó luôn. Làm móng với đào móng là như nào ạ? Nghĩa là thế này. Vợ tao đến cửa hàng của mày làm móng, mày làm vợ tao xước măng rô, máu chảy không ngừng được. Ôi, mày là con đào móng giết người. Mày là con đá con. Thằng anh. Em hồi hộp quá, em có nhớ. Không có quyền nhớ rồi. Bây giờ sao mà làm được cái điện thoại đi. Đánh luôn. Vào đánh luôn đấy. Không có điện đâu, nghi ngờ đấy. Anh ơi. Làm sao? Em nói thật với anh, em không hề biết chị nhà mình bị bệnh máu khó đông. Cứ xí xa gì sớm đi làm móng làm máng làm cái gì cơ. Đánh em luôn đi. Nhưng mà chưa được điện thoại. Cắt thoại đi, nghi ngờ rồi. Đấy, em chẳng hiểu kiểu gì vậy. Mày.